Ngày 16 tháng 7, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cùng đoàn công tác số 10 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phân công đã đi thăm hỏi, trao tặng thuốc thiết yếu cho người dân trong các khu cách ly và động viên lực lượng y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong các khu cách ly ở quận 12, huyện Hóc Môn và Củ Chi. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ ở các khu cách ly và trao tặng các loại thuốc thiết yếu, vitamin và khoáng chất Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng để hỗ trợ người dân tăng sức đề kháng vượt qua dịch COVID-19. Thiếu tá Đỗ Thị Ngọc Diễm, phụ trách quân nhu trường quân sự quân khu 7 cho biết, khu cách ly tại trường có hơn 600 người thuộc trường hợp F1, sức khỏe ổn định. Nhà trường cung cấp mỗi ngày 3 bữa ăn. Sau khi nhận các loại thuốc thiết yếu, vitamin và khoáng chất, y bác sĩ nhanh chóng phân bổ đến từng người dân trong khu cách ly để mọi người sử dụng tăng sức đề kháng. Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn Lê Việt Hùng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố Hồ Chí Minh cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn và một số doanh nghiệp trong hệ thống phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi hỗ trợ 39.000 phần thuốc để tặng các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Mỗi phần thuốc bao gồm dầu gió, nước muối sinh lý, vitamin C, multivitamin, paracetamol.